Wow, tiếp tục nào. Con màu xanh nước biển này nào. Wow, để xem nó là con gì nhé. Wow, nó là một con khủng long các bạn ạ. Hôm nay chúng ta cùng đi tìm cá con vật nhé. Wow, các bạn ơi, có một cái gì đấy các bạn ạ. Wow, để xem nào. Là một con vật màu xanh các bạn ạ. Wow, nó là màu xanh lá cây này. Wow, trông rất là đẹp phải không các bạn. Cùng bỏ vào đây nhé các bạn. Wow, chúng ta cùng đi tìm tiếp nào. Wow, đi sang bên này nào. Wow, các bạn ơi, ở đây có rất là nhiều này. Wow, các bạn nhìn này. Wow, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Wow, có màu đỏ này, màu tím này, màu xanh lá cây này, màu xanh nước biển này, màu vàng này. Wow, màu nâu này. Wow, rất là nhiều các bạn ạ. Wow, thử xem con này nào. Wow, đây là một con màu đỏ này. Chúng mình cứ nhặt vào đây nhé. Wow, thêm một con màu vàng nữa các bạn này. Nào, cùng chuyển sang đây nào. Wow, cùng nhặt lên nhé các bạn. Wow, bỏ vào đây đây. Nào, tiếp tục nào. Wow, nó là màu đỏ các bạn ạ. Cùng bỏ vào đây nhé. Wow, tiếp tục nào. Nó là màu xanh nước biển nào. Wow, rất là nhiều các bạn ạ. Wow, ở đây ở phía trên này này, có một con màu xanh lá cây này. Wow, cùng nhặt vào nhé các bạn. Wow, tiếp tục nào. Wow, đây một con nữa này, màu xanh lá cây này. Wow, con này cũng rất là to đấy các bạn này. Wow, lại một con màu đỏ các bạn ạ. Wow, chúng mình cùng nhặt nhé. Wow, bỏ vào đây nào. Wow, ở đây có một con này rất là to các bạn này. Wow, không biết là con gì nhỉ. Wow, nào, cùng tiếp tục nào. Wow, lại một con màu xanh lá cây này này. Wow, phía dưới này có rất là nhiều các bạn ạ. Nào, chúng ta cùng nhặt phía dưới nào nào. Wow, lại thêm một con màu tím này các bạn này. Wow, con rất là đẹp đây. Wow, ở đây có một màu đỏ này. Wow, chúng mình cùng nhặt con màu đỏ này nhé. Nào, chúng ta cùng tiếp tục nhé. Wow, ở đây có... Wow, ở bên này này, có hai con màu vàng này các bạn này. Wow, trông rất là giống nhau đấy các bạn ạ. Không biết là con gì ấy nhỉ. Nào, tím này chúng ta cùng xem nhé. Wow, thêm một con nữa này. Wow, là một con màu xanh nước biển các bạn. Wow, là thêm một con màu đỏ nữa các bạn ạ. Wow, cùng nhặt vào đây nhé. Wow, các bạn nhìn này. Wow, một con màu nâu rất là đẹp các bạn ạ. Wow, rất là to lớn đấy các bạn ạ. Cùng bỏ vào đây nhé các bạn. Wow, thêm một con màu vàng nữa này. Wow, đây một con nữa là hai con nhé. Cùng bỏ vào đây nhé. Wow, lại thêm một con màu xanh lá cây nữa các bạn ạ. Wow, cùng nhặt nó vào đây nhé các bạn. Wow, còn một con cuối cùng nào các bạn. Wow, cùng nhặt luôn nhé các bạn nhé. Wow, bỏ vào đây này. Các bạn nhìn này. Wow, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Wow, có rất là nhiều màu sắc các bạn ạ. Wow, con này rất là to các bạn này. Con này rất là bẩn các bạn ạ. Wow, chúng mình cùng mang đi rửa nào. Ở đây có nước sạch các bạn này. Wow, chúng mình cùng rửa con này nhé. Để xem nó là con gì nào. Wow, thì đang nó là một con hà mã các bạn ạ. Wow, cùng bỏ vào đây nhé các bạn. Nào, tiếp tục nào. Con này nhé, con màu xanh lá cây này nào. Wow, thì ra nó là một con sư tử các bạn ạ. Wow, tiếp tục nào. Những con này nào, con màu đỏ này nào. Để xem nó là con gì nào. Wow, là một con bò các bạn ơi. Wow, trông thật tuyệt vời đấy. Tiếp tục nào. Wow, con màu vàng này này. Không, nó là con gì nữa. Wow, nó là một con cá sấu các bạn ạ. Wow, các bạn nhìn này, rất là dữ tợn đấy các bạn ạ. Wow, chúng ta cùng tiếp tục nhé. Wow, con màu xanh lá cây này nào. Nhìn về nó nào. Wow, nó là một con hổ các bạn ơi. Wow,
Wow, tiếp tục con màu vàng này nào. Để xem nó là con gì nào. Wow, thì đã nó là một con vịt các bạn ạ. Wow. À, con này nào. Nó màu tím này nhé. Tìm hiểu nó nào. Wow, thì ra nó là một con khỉ đột các bạn ạ. À, đến con tiếp theo nhé. À, con màu đỏ này này. Con màu đỏ này này. Wow, thì ra nó là một con dê các bạn ạ. Nào chúng ta tiếp tục nào. Wow, những con màu xanh này này. Wow, để các bạn xem nào. Wow, là một con linh dương các bạn ạ. Wow, chúng mình cùng rửa con to này nhé. Wow, con gì đấy nhỉ? Cùng rửa nào. Wow, đây là một con chó các bạn. Wow, đây là một con chó rất là to lớn các bạn. Nó đang còn ngồi này. Wow. À, tiếp tục nào. Con màu xanh lá cây này nhé. Wow, thì ra nó là một con báo các bạn ạ. Wow, một con báo hoa mai đấy. Nào tiếp tục nào. Wow, con màu vàng này nhé. Đây là một con voi các bạn ơi. Wow, con này rất là đẹp này các bạn này. Nào, ông bỏ vào đây nhé. Wow, tiếp tục nào. Con màu xanh nước biển này nào. Wow, để xem nó là con gì nào. Wow, nó là một con khủng long các bạn ạ. Wow, con màu xanh lá cây này nhé. Để xem nó là con gì nào. Wow, là một con thưa con cổ các bạn ạ. Nào tiếp tục con này nhé. Con màu xanh lá cây tiếp theo nào. Wow, là một con kiều các bạn ơi. Wow, một con kiều màu trắng đấy. À, thêm con nữa nào. Cùng rửa thêm con này nhé. Wow, đây là một con sao biển các bạn ạ. Tiếp tục con này nhé các bạn. Con màu vàng này nè. Wow, thì ra nó là một con ngỗng các bạn ơi. Wow, đến con này nhé. Con màu xanh nước biển này. Nó là một con ngựa các bạn ạ. Nào chúng ta cùng bỏ vào đây nhé. À, tiếp theo nào, con màu tím này nào. Wow, trông nó rất đẹp đây này. Không biết là con gì nhỉ. Wow, thì ra nó là một con bò hung các bạn ạ. Wow. Nào, tiếp tục nhé các bạn. Wow, thêm con màu đỏ nữa này. Wow, là một con rùa các bạn ạ. À, tiếp tục con này nhé. Nó là một con linh cẩu các bạn ạ.
Wow, con cuối cùng nhé các bạn. Wow, để xem nào. Wow, nó là một con lợn các bạn ạ. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn nhìn này, hôm nay nhặt được rất là nhiều cá con vật các bạn này. Wow.